Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chúng ta đã xác định chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Vậy tư duy kinh tế nông nghiệp là gì? Tại sao cần chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp? Hiện nay chúng ta đã và đang có những giải pháp gì để thực hiện tư duy mới này? Những nội dung trên sẽ được giải đáp trong phần cuối của tạp chí Kinh tế Phú Hiến. Còn bây giờ, chương trình sẽ chuyển tới quý vị những tin tức tài chính thị trường, các sự kiện kinh tế trong tuần chúng tôi vừa cập nhật. Vừa qua tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ khởi công dự án khu công nghiệp số 5 thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt. Dự án có diện tích hơn 192 ha, tổng vốn đầu tư 2.385 tỷ đồng, được thực hiện tại xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Nhà đầu tư dự án là công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ. Theo chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiến độ đầu tư dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Từ ngày 15 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện điều chỉnh các mức lãi suất điều hành, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5% trên năm xuống còn 3,5% trên năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng giảm từ 7% trên năm xuống 6% trên năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành nghề kinh tế giảm từ 5,5% trên năm xuống 5,0% trên năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5% trên năm xuống 6% trên năm. Theo động thái của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi đồng loạt giảm. Tính riêng ở kỳ hạn 12 tháng, chỉ còn hai ngân hàng áp dụng mức lãi suất huy động trên 9% trên năm cho kỳ hạn 12 tháng là Vietbank 9,2% và AB Bank 9,1%. Ngoài ra, cũng còn 4 ngân hàng niêm yết mức lãi suất 9% là Bảo Việt Bank, Ocean Bank, Việt Á Bank và SCB. Trong khi đó, có nhiều ngân hàng nhỏ áp dụng mức lãi suất 8,8-8,9% trên năm cho kỳ hạn 12 tháng như Bắc Á Bank, Kiên Long Bank, Sài Gòn Bank, riêng HD Bank và VP Bank áp dụng mức lãi suất ở mức 8,8% trên năm cho kỳ hạn này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định 235 QĐ-TTG ngày 14 tháng 3 năm 2023, thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Thời gian kiểm tra, đôn đốc từ ngày 10 đến ngày 25 hàng tháng. Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân, hướng dẫn thực hiện, đánh giá việc chấp hành quy định về lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Báo cáo Thủ tướng kết quả trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ kiến nghị cho phép phương tiện quá hạn đăng kiểm 15 ngày được đến các đơn vị đăng kiểm để kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, các phương tiện này không được chở người, hàng hóa, kinh doanh vận tải. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới như cho phép sử dụng lực lượng cán bộ kiểm định cơ sở, vật chất của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm dân sự trong trường hợp cấp bách. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 33 có hiệu lực từ ngày 12 tháng 3 năm 2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản. Hai nút thắt chính của thị trường là vướng mắc pháp lý và nghẽn dòng tiền được tháo gỡ. Cụ thể, về vốn, doanh nghiệp bất động sản khó khăn sẽ được xem xét giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ. Các dự án đáp ứng nhu cầu thực của người dân có hiệu quả, thanh khoản tốt như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, văn phòng cho thuê, bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp, du lịch cũng được tạo điều kiện vay vốn. Ngoài ra, các dự án bất động sản có đủ điều kiện pháp lý, khả năng tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch trả nợ cũng sẽ được tạo điều kiện tiếp cận tín dụng. Những tháng đầu năm, thị trường ô tô sụt giảm khoảng 50% doanh số, nhu cầu người mua xe giảm một phần vì thắt chặt chi tiêu sau dịch bệnh. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất cao khiến cả người vay mua xe e dè. Giới chuyên gia cho rằng các giải pháp kích cầu là cần thiết lúc này. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam kiến nghị chính phủ có chính sách hỗ trợ tiếp tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Thưa quý vị và các bạn,
Hiện nay chúng ta đã xác định chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Vậy tư duy kinh tế nông nghiệp là gì? Tại sao cần chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp? Hiện nay chúng ta đã và đang có những giải pháp gì để thực hiện tư duy mới này? Những nội dung trên sẽ được giải đáp sau ít phút nữa qua cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Bùi Minh Việt, trưởng phòng kế hoạch tài chính thông tin nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sau. Đơn thuần là trồng, chăm sóc, thu hoạch và đem đi tiêu thụ, người nông dân đã có nhiều cách hơn để nâng cao giá trị từ mảnh vườn của mình. Sản xuất nông nghiệp sạch, kết hợp giữa làm nông nghiệp với du lịch sinh thái, sản xuất hữu cơ, mang đến những giá trị cao hơn cho mảnh đất canh tác cũng như tạo ra các giá trị lan tỏa. Nhãn Hưng Yên rất là thích thú cho nên là tôi cũng mời gọi 8 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, ngành tài chính của Viettel. Đấy, chúng tôi tập hợp về đây để thăm các cái vườn nhãn, hai là thăm thành phố Hưng Yên và cũng thứ ba là để giao lưu các tỉnh với nhau. Hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá tiêu thụ sản phẩm cũng đa dạng và linh hoạt hơn rất nhiều, không chỉ riêng từ phía các ngành chức năng mà ngay từ chính bản thân người nông dân vốn chỉ quen với ruộng đồng. Em đang cố gắng để cái làng hoa của em được phủ rộng trên mạng xã hội và sau đó thì em sẽ cố gắng làm liên kết với cả các nhà xe để họ chủ động là ghép xe tiện chuyến đi khắp các tỉnh trên toàn quốc. Dẫu còn là một hành trình dài nhưng người nông dân đang từng bước chuyển mình, đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Trên hành trình ấy rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều ngành chức năng. Vâng, và để hiểu hơn những vấn đề mà chúng ta đã vừa đưa ra trong phóng sự vừa rồi thì ngày hôm nay chương trình xin được trao đổi với ông Bùi Minh Việt là trưởng phòng kế hoạch tài chính thông tin nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên. Thưa ông, là trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy có những hình ảnh người nông dân rất là nỗ lực với nhiều cách làm khác nhau để làm sao nâng cao cái giá trị trên cái diện tích canh tác của mình. Ông có suy nghĩ gì khi mà nhìn những hình ảnh vừa rồi ạ? Thì đây cũng là thể hiện là cái sự năng động sáng tạo, cái tâm huyết chịu tìm tòi nghiên cứu của bà con nông dân, ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất để ra được những cái mô hình sinh thái, mô hình sản xuất sạch hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ, bền vững. Vâng, thưa ông, là với những cách làm như vậy thì liệu có phải rằng người nông dân của chúng ta đang dần chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp hay không ạ? Đó là một cái sự chuyển dịch dần. Thì rất nhiều mô hình trên địa bàn tỉnh cũng đã theo cái hướng chuyển dịch dần từ cái tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Vâng, thưa ông, vậy thì tư duy sản xuất nông nghiệp là gì ạ? Tư duy sản xuất nông nghiệp đó là một cái quá trình nhận thức về các cái quy luật khách quan về sinh học của cây trồng và vật nuôi, rồi là cái quy luật chuyển hóa cái nguyên vật liệu sản xuất, rồi là sử dụng cái nguyên vật liệu sản xuất để gia tăng cái sản lượng và cái năng suất cây trồng vật nuôi. Vậy thế còn tư duy về kinh tế nông nghiệp thì là như thế nào ạ? Tư duy kinh tế nông nghiệp là cái tư duy mà sử dụng hiệu quả nhất các cái nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất để tạo ra được những cái sản phẩm của quá trình sản xuất đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường và tạo ra được cái lợi nhuận tối đa có thể. Ví dụ theo như cái tư duy mà sản xuất nông nghiệp xưa nay ấy, thì người ta hay chú trọng vào cái việc mà tạo ra được cái năng suất và cái sản lượng. Người ta chưa tập trung vào cái câu chuyện là tìm hiểu thị trường, cái thị hiếu, cái nhu cầu, cái yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng của thị trường như thế nào để họ sản xuất cung ứng đáp ứng được yêu cầu đó, mà họ chỉ sản xuất là những cái gì mà người ta có thể sản xuất được, chưa tìm kiếm, chưa tìm hiểu thị trường để sản xuất cái gì thị trường cần. Với các cái mô hình mà sản xuất theo cái tư duy kinh tế nông nghiệp thì trước khi quyết định sản xuất người ta đã đi tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, xem thị trường đang cần cái gì, cái sản phẩm gì, chủng loại gì và phẩm cấp đến đâu để người ta về quyết định cho câu chuyện sản xuất đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Thưa ông, vậy thì tại sao chúng ta cần phải chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp ạ? Tại vì là để khắc phục những tồn tại của cái tư duy sản xuất nông nghiệp xưa kia ấy, là chỉ tập trung vào sản lượng và năng suất thôi, nhưng chưa tập trung vào giá trị, hiệu quả và cái lợi nhuận. Thì hiện nay là cái xu hướng tất yếu của xã hội, của thị trường là phải chuyển dịch dần sang cái tư duy kinh tế nông nghiệp. Đó là gì? Đó là ngoài cái câu chuyện tập trung cho sản xuất, năng suất, sản lượng thì ta phải tập trung vào làm thế nào để gia tăng được cái giá trị, làm thế nào để bán được cái giá nó cao hơn. Những người dân sẽ được hưởng cái thứ nhất là
về sức khỏe của cộng đồng những người tiêu dùng sẽ không bị ảnh hưởng như ngày xưa. Bởi ngày xưa là người ta sẵn sàng dùng các loại phân bón, các loại giống, rồi các loại thuốc khác nhau, nhưng không chú ý đến cái an toàn trong sản phẩm. Tư duy kinh tế nông nghiệp thì người ta sẽ khắc phục được cái đó. Cái tài nguyên thiên nhiên thì không bị ảnh hưởng như trước nữa, sử dụng được hiệu quả nhất cái nguồn lực hữu hạn trong nông nghiệp, trong sản xuất nông nghiệp, rồi là đem lại cái giá trị hiệu quả, lợi nhuận trong sản xuất sẽ cao hơn. Như chúng ta đang đứng ở đây, đây là một cái mô hình sản xuất nhãn hữu cơ của anh Bùi Xuân Sử, xã Hồng Lam. Mô hình này có 1,5 hectare. Đây là một cái định hướng là sản xuất dịch chuyển nhanh từ cái tư duy sản xuất nông nghiệp sang cái tư duy kinh tế nông nghiệp, đem lại giá trị kinh tế cao nhất có thể. Vâng, từ khi mà gia đình mạnh dạn chuyển đổi theo cái hình thức là trồng nhãn theo quy trình hữu cơ, tức là nói không với thuốc bảo vệ và phân học, thì năm nay bước sang năm thứ hai, gia đình đánh giá là nó có rất nhiều hiệu quả và cái nổi trội này. Thứ nhất, những người nông dân mà trực tiếp ra vườn hàng ngày này thấy nó khỏe lên, thấy cái lòng mình nó nhẹ đi, tức là mình an tâm rằng mình đã làm được một việc tốt, mang nhãn đi phân tích mà đã được đạt chỉ tiêu, không có cái gì về độc hại, thì thật sự đấy cái niềm vui lớn nhất của những người làm nông nghiệp. Cái năm vừa rồi vườn đã đón trên 2.000 lượt người, lượt khách xa gần tới tham quan, thì giá bán thậm chí lên tới một gấp đôi so với nhãn bình thường. Vậy thì người nông dân sẽ cần phải làm gì để chuyển đổi hiệu quả từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp ạ? Theo tôi thì cái thứ nhất là người sản xuất sẽ trước khi quyết định sản xuất sản phẩm gì và lượng nó là bao nhiêu, phẩm cấp ở mức độ nào, thì người sản xuất phải tìm hiểu, nghiên cứu cái yêu cầu, cái nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. Là trong quá trình sản xuất ta phải duy trì cái chất lượng đảm bảo theo đúng cái tiêu chuẩn của khách hàng ở từng khu vực, từng quốc gia. Cái thứ ba, cố gắng để giảm thấp nhất cái chi phí cho tất cả các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, rồi là cái chi phí sau khi sản xuất ra sản phẩm, ví dụ như là cái chi phí là phân loại, chi phí bảo quản, chi phí sơ chế, chế biến, rồi vận chuyển, rồi thậm chí là các cái chi phí để thương mại khác. Thế rồi là gia tăng cái giá trị bằng cách là ta không nên bán tại cổng trại, cổng vườn, cổng chuồng, cổng ruộng như ngày xưa nữa, và chúng ta nên mang về, thu hái về và ta phân loại, rồi cơ chế chế biến bảo quản nó, làm nhãn hiệu cho nó, rồi là tem truy xuất nguồn gốc, rồi là chứng nhận OCOP, chứng nhận Việt Gáp, rồi là các cái chứng nhận an toàn khác, để làm thế nào để mà đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường, đặc biệt là đưa vào các cái kênh bán lẻ hiện đại, rồi kênh các cái kênh siêu thị lớn trên địa bàn toàn quốc, cũng như là sang các nước có nhu cầu nhập khẩu. Phải xem xét cái đối thủ cạnh tranh của mình, phải thường xuyên và tìm hiểu thị trường xem là trên thị trường hiện nay đã có ai bán cái sản phẩm cùng loại với mình chưa, cùng thời điểm với mình chưa, và phong cách phục vụ ra nào, giá bán ra làm sao, rồi là cái hậu mãi như thế nào, chủ động đi tìm khách hàng, không như trước nữa. Thưa ông, là ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên thì trong thời gian qua đã và đang có những hoạt động như thế nào để hỗ trợ bà con chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp một cách hiệu quả? Chúng tôi đã tham mưu một loạt các cái chương trình, đề án, dự án. Thông qua đó thì đã có khá là nhiều và đầy đủ các cái cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển trong sản xuất, trong phát triển nông nghiệp, trong cái hỗ trợ câu chuyện là sản xuất theo tư duy kinh tế nông nghiệp. Ví dụ là về chương trình phát triển nông nghiệp gắn với sử dụng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu giai đoạn 21-25 và định hướng 2030. Cụ thể hóa đó thì có rất nhiều đề án, dự án của ngành, và điển hình là hỗ trợ cái phần làm gia tăng cái giá trị và lợi nhuận cho người sản xuất. Thì ngày mùng 7 tháng 12 năm 2022 vừa rồi thì Ủy ban tỉnh có phê duyệt cái dự án hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm và kết nối tiêu thụ với cộng đồng các nhà bán lẻ trên cả nước. Thì trong đó thì đưa ra một loạt các cái cơ chế chính sách rất là cụ thể, hỗ trợ về bao bì, nhãn mác, tem, rồi là tem truy xuất, rồi là một loạt các cái chương trình quảng bá xúc tiến. Cảm ơn ông đã dành thời gian để trao đổi với chương trình Tạp chí Kinh tế Phú Hiến ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại Tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau.